Ok, hello, chào các bạn nhá. Chào các bạn. Ok, chào mừng các bạn đến với channel Con Linh Vlog của Sở Châu Phi. Bây giờ hôm nay là anh em mình quay trở lại với là bản Santo Antonio. Cái này là bản được Quang Dũng phụ trách. Thì hôm nay là anh em mình lên đây thì sẽ nấu cho tất cả các em nhỏ một món cơm rang Việt Nam. Đây, cơm thì anh em mình đã chuẩn bị đây rồi. Nấu lúc đêm rồi nha mọi người. Đấy, nấu lúc đêm và để cho nó bớt nóng ấy. Gạo bên này nói chung là cũng không được như ở Việt Nam đâu. Này, nó rất là kiểu bị đục ấy. Gạo Việt Nam là trắng, nhưng mà bên này là hầu hết là gạo như thế này là loại ngon nhất rồi. Ok, bây giờ là có thêm xúc xích này. Xúc xích và thịt bò. Cái này đã được làm sẵn ở nhà rồi. Cái này cũng thế. Xúc xích này, rồi là có cà rốt này. Cà rốt bỏ vào cho đẹp màu này. Đấy. Và có thêm thánh ăn nữa. Thánh ăn này. Thánh ăn lại ở kia đứng với bạn bè chứ. Đứng đây làm cái gì? Đứng đây là Fika kia. Fika là chỉ ra mày chọn cái chết. Lại đứng ở bàn kia, bạn bè đâu kia. Đi, vai, Fika là không nghe lời à? Fika là vai Fima. Bắt tè nhắc. Nay là nói không nghe nữa rồi. Đứng đây với bạn bè này. Fika gì á? Hả? Nói không nghe, đẹp bên đâu có mẹ đi. Đứng với bạn bè chơi này, ra thị trấn bây giờ quen rồi à? Về bản bây giờ không nỡ nữa à? Bỏ đi nhá. Đánh đấy. Vậy chẳng mà cô đi ăn xem này tu đủ chưa? À rồi về ta kia rồi. Gana de vaca. Đây, tất cả mấy em nhỏ ở đây rất là dễ thương. Thì bây giờ là anh Hậu đang đi rửa chảo nhá. Và sẽ dùng bếp công nghiệp này để rang cơm. Rang cơm cho tất cả mấy em nhỏ đây ăn. Thôi. Xúc vào, cơm bây giờ phải xúc. Thôi, hát đi. Cái này chào sao một mẹ luôn. Trực tiếp đấy. Chảo to quá mọi người ạ. Cũng khó nấu. À khó rang chứ. Rang khó lắm. Mệt cứng rồi. Ôi giời. Được rồi. Nhiều quá. Mà xào to. Chảo to quá. Nhiều cơm quá. Đó là cái liệu bao nhiêu là cái đó này. Được, đó là. Được, mà. Ok, tất cả mọi người. Đấy, thì do là cơm bị dính bệt quá đi. Không rang được. Cơm thì anh em mình nấu sẵn lúc đêm rồi.
cứ để trong nồi này không đưa ra phơi ấy, phơi cơm ấy, thì bây giờ nó kiểu dính bẹt khó rang lắm. Đây này, nó nhão, đây, đây, nó dính bẹt đây, nó không rời nữa. Lúc sáng thì thấy gạo nó rời ra, tầm trưa là thấy nó dính bẹt rồi. Thôi, nay là cơm rang lối rồi, thì chắc là cứ lấy cơm với là xúc xích với là thịt cho tất cả các em nhỏ ăn thôi. Chứ cơm rang thất bại rồi nhá. Này, thất bại rồi. Này, như này thì thành chị nhão quá, nó bị nhão ấy, nó không không rang được. Lúc nào cơm nó tơi nó rời ra thì mới rang được, tội mới rang được ok hơn. Chứ cái này thôi cứ để cho các cháu ăn cũng được. Ơi lê ba barato cureza. Corea, Corea tâm mê. Đây, như này cũng được nhá, ăn đấy, bấy chuyệt thế này. Vai ficar aqui. Vai ficar aqui, entendeu? Dá, dá. Đó. Rồi. Đây, bị nhão quá. Lôi nào có mẹ hả? Lôi hôm nay hổn quá, không cho ăn nhá. À bà nha nhá. Ừ. À bà nha lôi nhá. À bà nha. À bà nha có mẹ. Ngày mai mới được ăn. Hôm nay chú Linh cay lắm rồi. Nói không nghe. Nhá. À bà nha có mẹ nhá. Ờ à, ok. À bà nha có mẹ. Nào, vay, 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 vay là tu quan sao vay là có mẹ, vay sẽ ta là có mẹ, nhá, vay sẽ ta có lẽ, nó phải cần là nada, vay 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 kịp có mẹ, nay là cơm rất là nhiều luôn. Rồi, để lấy cái thịt này trộn lại với nhau. Ở đây này. Đây, bây giờ là xúc xích với thịt là cho trộn với nhau nhé. Hôm nay là ăn hơi khô một tí rồi đấy. Tại vì cơm bị lối rồi. Lấy con bà nhà nhá. À bà nhà có mẹ. Ôi gì nó tình. Hôm nay không có đâu. Hôm nay nào có mẹ. Này. Hôm nay hơi khô ấy. Khô lắm. Thôi ăn khô một bữa ấy. Tại vì cái này là cũng là để rang mà. Rồi anh cứ múc cơm. Đã bảo là đây này, như này nhá. Cơm cơm xúc xích với là thịt thôi. Bị lỗi rồi. Đây, đắc đi, ra. Ui nhiều cơm quá anh ạ. À. Ăn hết rồi. Nhiều cơm quá. Nhiều cơm quá. Anh cứ để
nhiều quá ăn hết mà bỏ đồ ăn trên không được. Đó, tầm này ta tao nói cho lời con đĩa này. À yo. Cảm ơn chưa? Là này ngồi. Ngay là hồn lắm nhá. Tí rồi về mới xử tội. Vai bố sao cô đây này. Vai bố sao cô đây này. Vai. Pick up bay. Pick up bay. Villa. Villa. Vai pick up Villa. Vâng ạ, để cho mọi người xếp hàng nào. Lột xuống đấy nhỉ. Ôi, Phila. Này là món gọi là cơm cái gì nhỉ? Cơm trộn xúc xích bò. Cơm trộn xúc xích bò. Cái này món này là từ ngày xưa giờ đấy, giờ mới nấu lần đầu tiên đấy các bạn. Nhưng mà nói chung là cũng ngon cũng được. Thịt bò thì làm sẵn ở nhà rồi. Và xúc xích thì cũng làm sẵn ở nhà rồi. Rồi ngon không? Ngon không? Ui rồi kìa. Ngon. Ngon không? Ngon. 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 Thanh lên con. Đi nữa về nha. Chú mới hỏi tôi. Nay kêu không thấy trả lời, không thấy nghe lời nữa rồi. Cuidado você. Depois não tem comer mais nada. Nhá. Nhá cái gì mà nhá. Mình đi hỏng rồi. Để vài hôm nữa về dạy cho vài bài. Ui ở đây ruồi nhiều đấy. Ok nha các bạn, đấy hiện tại là tất cả mấy em nhỏ đang ngồi ăn rất là ngon miệng luôn. Sắp tới là sẽ có thêm ghế cho các em ngồi, chứ hiện tại là bây giờ số lượng ghế cũng đang hàn đấy, thì nó hơi mất thời gian một tí, số lượng ghế nhiều. Mỗi lần cứ đi nấu như này là cứ tầm 100 đến 150 em. Ở đây thì chắc là không đến đâu, ở đây chắc là 80 em gì đấy. Bình thường thì các em thì cũng ngồi ăn như này mà. Nhưng mà mình muốn là cho sạch sẽ hơn thì mình sẽ làm bàn ghế. Bàn ghế di chuyển khắp các bản cho dễ dàng, rồi là nấu ăn ở các bản thì đưa ra để cho mấy em ngồi ăn cho đàng hoàng. Đây. Như tất cả mọi người cũng nhìn thấy, mọi người là các em là cứ ngồi sát nhau ăn như này cũng rất là tình cảm đấy. Cũng có nhiều người cứ xìa là bỏ gắp thịt cái gì của các đồng đội đấy. Ok thì bây giờ là cứ chờ các em ăn xong thì mình sẽ thu dọn đồ để về, và ngày mai ngày kia sẽ tiếp tục là đến bản khác để nấu cho các em ăn. Ngon không? Ngon không? Ngon. Ngon. Em phải là ngon. Ngon. Đấy, rồi chuẩn đấy mà. Rồi, cứ để cho mấy em ăn nha mọi người. Tí là
sẽ chờ mấy em ăn xong thì dọn đồ đạc và di chuyển về. Các em ăn xong rồi. Canh come no acabo, desa come, desa come, ya? Esse no come acabo. No come mai. Hả? Mất tên bạn. Đấy. Rồi, để em Mario đi thu tất cả các Baga. Ui, lột sổn đấy. Để Baga. Từ từ thôi. Rồi, ok. Thì, hôm nay là do là món ăn nó hơi bị lỗi một tí. Nhưng mà không sao, cũng cơm với thịt với là xúc xích cho các em ăn. Và tiếp tục series này thì chắc là mình 3 ngày sẽ ra một series như này nhá. Mong tất cả mọi người ủng hộ nhá. Cảm ơn tất cả mọi người nhá đã đăng ký kênh Quang Linh Vlog của Hướng Châu Phi nhá. Chào các bạn. Thôi, bây giờ là anh em di chuyển về dọn hết tất cả các đồ này để tiếp tục chuyến sau.